Vì sao thương Tổng Trọng như kiểu Huệ Vương thì bằng 10 hại nhau? Trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến nay, các lãnh tụ nổi bật có thể kể đến các ông như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn và Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đánh giá là người đứng đầu chuyên quyền nhất, độc đoán nhất và còn là những người nắm quyền lực thực chất cao nhất, tuyệt đối nhất, thậm chí còn hơn cả ông Hồ Chí Minh và ông Lê Duẩn. Thời ông Hồ Chí Minh nắm quyền lực, những người Cộng sản dù không ưa nhau nhưng vẫn duy trì được tinh thần đồng chí, đồng đội. Ví dụ quan hệ giữa ông Lê Duẩn với ông Võ Nguyên Giáp. Điều này dưới thời ông Trọng làm Tổng Bí thư thì hầu như không tồn tại. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa 15. Những năm gần đây, trong quan hệ quốc tế, quyền lực của Tổng Trọng đã tỏ ra bao trùm rõ nét trong nền chính trị tại Việt Nam. Nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ, một cựu thù của Hà Nội cũng đã thừa nhận vai trò của ông Trọng như một người đứng đầu chính quyền ở Việt Nam. Chuyến thăm Hà Nội của ông Tổng thống Biden vào trung tuần tháng 9 năm 2023 theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và được ông Nguyễn Phú Trọng tiếp đón trọng thị tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng là một minh chứng cho điều đó. Đại hội Đảng khóa 12 năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động một chiến dịch chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối cứng rắn. Cựu ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ông Đinh Gia Thăng đã bị xử lý đầu tiên. Điều đó khiến người dân ca ngợi và gọi ông Trọng là người đốt lò vĩ đại. Trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn tỏ rõ là vai trò lãnh đạo tối cao. Đó là lý do vì sao sự vắng mặt bất thường của ông Trọng trong những ngày gần đây đã được người dân và cả truyền thông trong cũng như ngoài nước quan tâm và tham gia đưa tin. Chỉ có duy nhất truyền thông do nhà nước Việt Nam quản lý thì tuyệt đối im lặng. Những ngày vừa qua, tin tức về sức khỏe của Tổng Trọng đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trong các quán cà phê, quán nhậu. Đâu đâu cũng thấy người ta bàn tán về chuyện này. Những câu hỏi rằng, thằng Lũ đã chết chưa? Bao giờ mới công khai cho dân biết? Hay, ai là người kế vị Tổng Bí thư? Nhưng rõ ràng, không một ai có câu trả lời chính xác cả. Công luận cho rằng, khi giới chức nhà nước vô trách nhiệm, bỏ qua sự quan tâm của dân chúng về sức khỏe lãnh đạo, như những ngày vừa qua thì mới có chuyện dậy sóng tin đồn. Đáng chú ý là nhiều bàn luận châm biếm, hài hước và đa phần là nguyền rủa cũng như sự hoan hỉ của số đông người dân. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Việc dân chúng biểu thị sự mừng vui về cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng nói riêng hay của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nói chung là điều khá bất thường. Điều đó cho thấy dân chúng Việt Nam đã quá ngao ngán và căm phẫn và sự bất chính của giới lãnh đạo hiện nay. Nhưng người dân không thể làm gì hơn ngoài sự im lặng và vũ khí duy nhất của họ trong thời điểm hiện tại chính là sự hả hê, vui mừng mỗi khi có thông tin một quan chức cấp cao nào đó qua đời. Với người dân, càng nhiều quan chức chết càng tốt, chức vụ càng lớn thì lại càng vui. Trong bối cảnh thái độ phản ứng của dân chúng như kể trên, vậy mà lại có những luồng dư luận cho rằng các thế lực chính trị trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam chủ động tung tin về sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, họ cũng bóp méo thông tin để phục vụ cho cuộc chiến quyền lực trong nội bộ của Đảng. Sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng ngày 15 tháng 1 năm 2023 đã bất ngờ xuất hiện tại hội trường Quốc hội với thể trạng yếu ớt vài chục phút, chỉ để theo hãng Reuters chia sẻ là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh rồi mau chóng rời hội trường trong phiên khai mạc. Ngay sau bài phát biểu khai mạc của Vương Đình Huệ, ông Nguyễn Phú Trọng đã được các trợ lý cận vệ dìu ra khỏi hội trường, nghị trường Quốc hội của Việt Nam. Vậy thưa hỏi, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam bày vẽ ra chuyện thể chế để làm gì? Và ai sẽ được hưởng lợi trong vụ việc này? Và những lợi ích đó có bù lại những điều tai tiếng khi dân chúng lên tiếng dè biểu hay chửi rủa đối với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian vừa qua hay không? Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là nhân vật chính trong vai trò vẽ ra chuyện sức khỏe của Tổng Bí thư. Xin đừng quên Tổng Trọng là người đang nỗ lực bằng mọi cách để bế cho được ông Huệ lên chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Ông Trọng đã, đang và sẽ là ân nhân của ông Huệ. Vậy mà ông Vương Đình Huệ còn nỡ sử dụng Tổng Bí thư như một công cụ để phang đối thủ của cá nhân ông, cũng như phe Nghệ An, thì thử hỏi ai dám đặt lòng tin vào người như thế. Người Việt Nam thường bình luận về những chuyện như vậy bằng câu ví von thương nhau như thế, bằng 10 hại nhau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao thương Tổng Trọng như kiểu Huệ Vương thì bằng 10 hại nhau vậy? Thế lực nào trong đảng đang sử dụng
Tổng Trọng làm đồ chơi trong cuộc chiến cung đình. Sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau nhiều tuần vắng bóng đã bất ngờ xuất hiện tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội, được nhiều người quan tâm. Nhưng ít người biết rằng đằng sau những tin đồn liên quan đến sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là câu chuyện về cuộc chiến cung đình trên thượng tầng của ban lãnh đạo Việt Nam. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội. Trong đó có những cá nhân và phe nhóm lợi dụng việc ông Trọng có vấn đề về sức khỏe là điều có thật. Họ muốn buộc ông Trọng phải rời bỏ vị trí đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm phải nhả ra chiếc ghế quyền lực nhất của đất nước. Đó là ghế Tổng Bí thư. Có những phe phái thân cận với ông Trọng đã kết hợp với những phe phái không ủng hộ ông vì một quyết tâm chung là ai là Tổng Bí thư cũng được, nhưng người đó không phải là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đây là một câu chuyện không hề mới. Trước Đại hội Đảng khóa 12 từng có một khẩu hiệu tương tự đối với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và điều này đã đưa cựu Thủ tướng hai nhiệm kỳ Ba Dũng về vườn để mà làm người tử tế, là một minh chứng cho thấy. Trong thời gian gần đây, giới thảo tin đã đưa ra các nhận định cho rằng Bộ trưởng Bộ Công an là nhân vật có quyền lực bậc nhất trong ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khi đó, nhiều ý kiến đánh giá rằng nhân sự thay thế cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là điều chắc chắn sẽ diễn ra, thậm chí cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư đã được khởi động. Một số đánh giá nhấn mạnh nếu như trong trường hợp ông Trọng không tiếp tục thực hiện chức trách thì chỉ có Bộ trưởng Bộ Công an là người có kinh nghiệm, đủ quyền lực, uy tín và phù hợp nhất để mà kế nhiệm. Thậm chí nếu không phải là Bộ trưởng Tô Lâm thay thế Tổng Bí thư thì có nguy cơ dẫn tới vỡ đảng. Giáo sư Vô Vinh từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương vào ngày 12 tháng 1 đưa ra nhận định như sau. Các ứng viên có khả năng nhất để kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng trong vai trò Tổng Bí thư là Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Không có lửa thì làm sao có khói đây? Nội bộ của một chế độ độc tài thì luôn tồn tại những mâu thuẫn và sự tranh chấp quyền lực lẫn nhau. Nên thông tin về sức khỏe của Tổng Trọng bị rò rỉ ra bên ngoài, theo giới phân tích, đều nằm trong tính toán có chủ đích của các cá nhân cũng như các phe phái trong nội bộ của Đảng nhằm đánh phá, triệt hạ lẫn nhau để mà tranh giành chiếc ghế quyền lực này. Đó là lý do vì sao mới có chuyện dậy sóng, đồn đoán sôi nổi về sức khỏe của ông Tổng Bí thư trong những ngày vừa qua trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi đang còn quan hệ nồng ấm. Giới quan sát cho hay có những đồn đoán rằng ban lãnh đạo Bắc Kinh sẽ ủng hộ một nhân sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, Bộ trưởng Công an Tô Lâm được chọn là người thay thế ông Trọng trên cương vị Tổng Bí thư. Không phải vô cớ mà có tin cho biết, trong một động thái được cho là khá bất thường, vào ngày 9 tháng 1, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bất ngờ tổ chức sự kiện khai mạc tập huấn công tác quân sự quốc phòng năm 2024. Theo giới quan sát, đây là một động thái cho thấy lãnh đạo của quốc phòng đang triển khai một kế hoạch chống đảo chính. Đáng chú ý là việc này diễn ra trước một ngày khi Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Trần Tư Nguyên bất ngờ sang thăm Việt Nam. Đồng thời, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về an ninh chính trị giữa hai Bộ Công an Việt Nam và Trung Quốc. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bất ngờ xuất hiện sau nhiều ngày vắng bóng được truyền thông trong nước và ngoắc ngoài đưa tin. Từ video clip của báo Thanh Niên Online, người ta thấy ông Trọng đứng lên chào và đã phải bấu vào bàn và được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đỡ dậy. Tờ báo Đất Việt đưa tin cho biết, Reuters, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh rồi mau chóng rời nghị trường trong phiên khai mạc. Theo đó, bản tin của Reuters dẫn lời nhân chứng cho hay, ngay sau bài phát biểu khai mạc của Vương Đình Huệ tại Quốc hội Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 15 tháng 1, ông Trọng được trợ lý cận vệ dìu ra khỏi phiên họp. Ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ứng viên số 1 cho chức Tổng Bí thư tại Đại hội 14, là người kế nhiệm do Nguyễn Phú Trọng lựa chọn. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của tự nhiên, không ai có thể tránh khỏi. Cũng như việc ốm tha, già thải là quy luật của muôn đời. Vậy vì sao? Ai, phe cánh chính trị nào trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã ép ông Tổng Trọng phải xuất hiện trong kỳ họp quốc hội này, để rồi sau đó ông Trọng phải quay lại phòng ICU để tiếp tục được chăm sóc sức khỏe. Bất kể chuyện này có được đồng thuận hay Tổng Bí thư hay không, theo giới thạo tin, phe Nghệ An của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ muốn lợi dụng sự kiện này để dàn mặt Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tuy nhiên, dù sao thì cũng không thể tránh khỏi điều tiếng và dị nghị của công luận khi công luận cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bị thế lực nào đó trong nội bộ đảng sử dụng làm đồ chơi trong cuộc chiến cung đình. Cũng xin nhắc lại, giới quan sát cho biết kỳ họp bất thường này của Quốc hội
người ta không thấy Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm xuất hiện. Phải chăng ông Tô Lâm cũng cảm nhận được ý đồ của Vương Đình Huệ và phe Nghệ An nên đã tránh mặt? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Thế lực nào trong đảng sử dụng Tổng Trọng làm đồ chơi trong cuộc chiến cung đình? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.